Yeah. Con da con chiếc điện thấy cái đó luôn á, cái chim nhỏ là thấy hết. Thì đó, cái này không khác hơn, thấy luôn. Ví dụ giờ có ba lần mình phải tìm, tìm cái máy dò tay á, rồi nó nằm vị trí nào mình mới kiểm tra cái đó. Con này là gọi thấy luôn, mình giấu nó ăn luôn. Mình chỉ là vì cái đầu kéo cũng là kim loại, nhưng mà cái đó thì cho phép nó không có quay nhiều, không có nó hại. Thế nào anh? Thế nào cũng là kim loại, cái đầu kéo mình kéo vậy thôi. Cái đó là không có gì hại gì do. Thì mình đánh dấu cái đó được em. Cái đó là mình đánh dấu ra qua. Bao nhiêu là tốt? Thế nào mà nó ngoài.